Trưa 8 tháng 7, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đã có phát biểu sau khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị bắn trong sự kiện vận động tranh cử. Theo đó, ông Abe đang trong tình trạng nguy kịch. Ông Kishida cho biết các bác sĩ đang nỗ lực cứu sống ông Abe Shinzo và tuyên bố vụ nổ súng là hành động không thể tha thứ. Theo ông Kishida, hiện chưa rõ lý do của vụ nổ súng và ông muốn dùng những lời lẽ gay gắt nhất để lên án hành động này. Ông cũng cho biết chưa có quyết định nào liên quan đến lịch trình bầu cử Thượng viện ngày 10 tháng 7 và đã yêu cầu tất cả các thành viên nội các quay trở lại Tokyo. Thủ tướng Kishida đã tạm dừng chiến dịch tranh cử ở tỉnh Yamagata và trở về văn phòng tại Tokyo, đồng thời triệu tập họp nội các. Cựu Thủ tướng Abe Shinzo, 67 tuổi, được đưa vào bệnh viện trong tình trạng chảy máu sau khi đổ gục trong lúc phát biểu tại thành phố Nara ở phía tây nước này trưa 8 tháng 7. Đài NHK dẫn lời quan chức cao cấp đảng LDP cho biết ông nghe được thông tin là ông Abe đang được truyền máu, tình hình rất đáng lo ngại. Đến 15 giờ ngày 8 tháng 7, đài này đưa tin phu nhân ông Abe đã đến Đại học Inara, nơi ông đang được điều trị. Em trai ông, Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi, xác nhận cựu thủ tướng đang được truyền máu. Đài này cũng dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết nghi phạm bắn ông Abe không hài lòng với cựu thủ tướng và muốn giết ông. Hai người phụ nữ chứng kiến vụ việc nói với đài NHK rằng nghi phạm được cho là Yamagami Tetsuya, 41 tuổi, đã tiếp cận ông Abe từ phía sau khi ông đang phát biểu. Đài Fuji đưa tin nghi phạm trong vụ nổ súng bắn cựu thủ tướng Nhật Abe Shinzo là cựu thành viên lực lượng phòng vệ biển. Các nhân chứng cho biết khi tiếng súng đầu tiên vang lên, dường như không có ai bị thương. Tới phát súng thứ hai, ông Abe ngã xuống đất và mọi người liền lao vào. Theo đài NHK, ông Abe bị bắn vào vùng cổ và ngực. Nghi phạm dường như không cố gắng chạy trốn sau khi nổ súng. Đài NHK cho biết nghi phạm dùng một khẩu súng tự chế. Một số lãnh đạo các nước đã lên tiếng về vụ việc. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói nước Mỹ vô cùng đau buồn và quan ngại sâu sắc trước vụ việc. Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromaya cho biết Thủ tướng Prayut Chan-o-cha rất sốc khi hay tin, mô tả hai nhà lãnh đạo là bạn bè.